nó cái loại này nếu mà ấy là phải tầm tháng nữa. Ừ, rồi. Chứ như thế này là đang có hoa rồi nhưng mà phải tầm tháng nữa. Bây giờ ở đây thì tôi cũng không biết là cái chất lượng nó có ấy hay không đâu, nhưng mà tí nữa chắc là tôi cũng phải quay lại một cái video offline để cho các ông nhìn nó kỹ hơn. Đấy. Chứ còn như cái vườn cổ Huế kìa, tôi cũng quay mấy video xong rồi tôi bảo là mẹ đặt chân xuống là nó mở tịt đi. Đây, dành cho những ông nào bà nào mà có sở thích hoa hồng, tí nữa tôi lại quay đi một vòng, quay của cậu quay offline. Còn mọc đây này, mọc như thế này là hơn 20 triệu. Mọc này này hơn 20 triệu, nhưng mà cảm giác cái phân khúc này là mình cũng hơi ấy cho nên là mình cũng không quay cho các bạn thôi. Chứ còn hơn 20 triệu là cái giá tôi đưa ra là nó sát nhất rồi đấy. Còn những người khác thì tôi đã bảo rồi, kể cả những chậu này người ta còn bán được 150 cơ. 80, 150, bán ít nhất gấp đôi cái giá mình. Đây, nói chung là nếu mà hàng đất thì cũng phải tầm tháng nữa. Nó sẽ đẹp. Ôi phun ấy nữa này. Phun sóng nữa này. Đây đúng là chắc là từ chỗ này giờ đi là các cụ là muốn đi rồi sao. Nhưng hàng đất thì thực tế thì hôm trước cái ông gì ông cũng dỗi tôi. Tôi bảo là nếu mà hàng đất ở đây thì các bạn mua hàng đất này, các bạn muốn tiết kiệm tiền. Tiết kiệm tiền thì thực tế ở đây thì cái hàng đất có thể là giá nó sẽ hơi cao. Cho nên đất nhiều như này nhưng anh em loanh quanh đây hoặc là như bọn thằng Tiến Béo với Việt Anh nó cũng không ấy. Hàng đất rất nhiều. Nhưng các nhà vườn ở đây thì người ta cũng không ấy cái này. Còn hàng chậu thì nó dành cho dân chơi. Thì người ta không thể so sánh, mà cũng không phải ai cũng làm được cái hàng chậu như thế kia. Bán thì vẫn bán, nhưng mà tôi nói thật ra là kiểu mình đã mang tiếng là tuân thanh lý rồi không? Thế là báo giá cao quá thì ngại. Ở nhiều ông dỗi. Tôi bảo là cái quy mô vườn như thế này mà các bạn biết là ví dụ như anh em ở đây thì nói chung là kiểu bán với phân khúc khách hàng nó cũng ấy ấy. Thì người ta mới để sỏng như này chứ còn. Mới cả nói chung là hoa hồng bây giờ là phải những cái người ta giống như kiểu kiếm báu ấy. Cái loại này thì còn làm bằng 100 năm nhưng mà phải người đam mê cơ. Hoa hồng các bạn có thể làm cái hàng bịch thì nó nhàn hơn. Chứ hàng này nguyên cái việc là xén xiếc các thứ, xén tán mấy các thứ ấy. Nó cũng mất công lắm. Nó cũng mất công lắm. Mà đánh về ví dụ như nếu mà các bạn mà cái răm tán mà nó bị làm sao còn tháng sau nữa nó đẹp. Nhiều ông nhà vườn ở đâu đâu ấy cũng có hỏi tôi đấy chứ. Nhưng mà ở dưới này nó dưới đất hàng đất này, nó lộ cộ. Nó lộ cộ. Xong rồi báo cho các bạn thì ví dụ như các bạn thì hay hỏi tôi giá. Nhưng mà giá thì nó lại kèm theo số lượng. Nhưng các bạn bảo là muốn mua 20 cây hay 50 cây như thế này thì tôi báo giá nó dễ. Mẹ bảo là giá bao nhiêu, ví dụ như 2 3 triệu hay 3 4 triệu đấy là giả sử cho một cái giá nha. Các bạn bảo là lấy một cây thì là nó hơi kỳ. Thật. Hàng đất này tôi không ưu tiên, hàng chậu kia thì một cây cũng bán mà giá nó cố định. Xong rồi các bạn lấy 10 chậu thì là giá nó rẻ hơn. Đấy. Còn hàng đất này ông ấy cũng dỗi ấy. Ông ấy giống như kiểu là cứ nghĩ mình là giống cái gì mà vừa rồi bị cách chức hay làm sao đấy. Vụ con trai nó đi ăn gì xong rồi trong quán nó giả cho tiền lẻ ấy. Ngày xưa cái đây mấy năm ấy thì là anh em nhà vườn các thứ là rất thích hàng đất này. Quay hàng đất giá rẻ. Còn hàng đất giá rẻ mà nó mềm giá hơn thì có lẽ phải đợi tôi bố trí một thời gian nào đấy tôi sẽ quay cả hoa giấy hàng đất luôn, thanh lý luôn. Hoa hồng cũng là hàng, cũng gốc cũng to. Nó cũng tầm như thế này luôn. Thân có lẽ còn sạch hơn. Nhưng mà tán thì nó chưa được như thế này. Các bạn cứ hình dung là được để được một cái tán này là cũng là cái lúc mà nó ra bông ra biếc này. Là rất nhiều nhân công nên xén đấy. Nên phải xén hoa đi ấy. Để tạo tán rồi thế nọ thế kia. Để như cái cây đầu tiên kìa. Cho nên đôi khi thì tôi thì nó tính tôi nó cũng dễ thôi mà. Nhưng mà đôi khi vào những ông mà ví dụ như là ông cũng cáu cẩn. Ông cứ như là có tiền là có tất cả ấy. Ông mẹ bình luận thì cứ giá. Kiểu vậy. Mình thì cũng chả phải bố thiên hạ đâu. Nhưng mà nói chung là tôi cũng không đặt nặng vấn đề bán. Bán thì bây giờ các ông không gọi cho tôi, trừ cái số của tôi ra các ông gọi cái thủy thì nó bán ngay. Cái mẹ gì nó cũng có thể bán được. Cứ có lãi là nó vào.
Nhưng tôi thì nhiều khi là nói thật ra là ngay cái vấn đề cành chiết của cái cổ Huế này, nhiều ông ở trong cái nai trước cũng hỏi ví dụ như là giá cành chiết như thế nào. Mình đàn ông đàn nang toàn bán cái hàng chậu 30-40 triệu, bây giờ bán cành chiết thì xong rồi tìm xe xong rồi gửi các thứ này. Nên tôi bảo là các ông mà muốn mua cành chiết, bảo cái thủy là nó cũng làm được, nó nhận được, nó trở về, hoặc nó bảo ông cõng trở xong rồi gửi xe. Mình bảo mình không nhận cái hàng cành chiết thì các ông lại bảo kêu, xong rồi lại dạy một bài đạo lý là có bột mới gột nên hồ. Đó, kể cả các bạn ấy quay nho thân gỗ, à cái nho gì nhỉ, cái nho móng tay phù thủy ấy, các bạn ấy cũng bảo cố gắng anh giúp em lấy 2-3 cây nho thân gỗ con, à cái nho móng tay phù thủy con để em trồng, nhà em không có diện tích, mỗi cây nho móng tay phù thủy 30.000 thì biết báo cho các bạn như thế nào bây giờ, nó khó. Còn quay thì có lặng lè gì việc bán đâu, nhưng mà cho các bạn một cái nhìn về vấn đề làm kinh tế, là cố gắng lên trí thú làm ăn. Đấy. Chứ còn nói nó khó lắm. Mình nói thế này toàn những cái lời mà gan ruột, mà nhiều ông lại cứ bảo là dạy đạo lý, đấy là quay tập trung bán hàng đi bên thế nọ thế kia. Nhưng mà khi mình bán hàng là các ông không bao giờ mua được cái gì đâu mà. Mình nói thì toàn lời gan ruột thì ở cái luống ngoài bên này thì đẹp hơn đấy, kiểu nó thoáng hơn đấy. Mà mẹ như công viên đây này, một mả tiền đấy, các ông cứ tưởng à. Còn như ngày xưa những cái cây như này là 20 mấy triệu. Tôi đã cho một lần thằng Việt Anh nó rung rung rồi. Ồ, cây này nó đang đứng một mình nó đẹp. Này, đang đứng một mình này. Vậy nói chung là phải có cái thủy nó đi, nó rung rung nó đứng dưới cái gốc cây ấy. Thôi tôi tắt đi để tôi làm cái chụp ảnh xong rồi. Tôi quay cái video offline để chỉ cho nó nét này.